Thưa quý vị, bình ga là thứ có mặt ở trong căn bếp của hầu hết các gia đình hiện nay và nhiều vụ cháy nổ có nguyên nhân từ bình ga kém chất lượng thời gian qua đã khiến cho người tiêu dùng luôn nhạy cảm với các thông tin liên quan đến sản phẩm này. Chính vì thế mà trong những ngày vừa qua, khi mà trên mạng xuất hiện thông tin là một số doanh nghiệp thay vì tự sản xuất vỏ bình đã đi lấy vỏ bình của doanh nghiệp khác rồi cắt tai mài vỏ biến thành bình của doanh nghiệp mình, khiến cho nhiều người tiêu dùng rất là lo lắng. Vâng, tôi có thể hiểu là sự lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở, bởi về mặt lý thuyết, nếu vỏ bình ga phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, nếu mài đi thì sẽ không đảm bảo an toàn, nguy cơ cháy nổ vì thế sẽ gia tăng. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Phóng viên Trà Buổi Tối đã đi tìm hiểu và phát hiện đằng sau đó là những chiêu thức cạnh tranh thiếu lành mạnh có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đây là hình ảnh cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ vụ tẩu tán hàng vạn vỏ bình ga mang thương hiệu của công ty ga Vạn Lộc tại kho hàng thuộc xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ngày 22 tháng 9 vừa qua. Cùng với đó, công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng đã phát hiện 23.000 vỏ bình cũng mang thương hiệu Vạn Lộc đang được tập kết tại cụm công nghiệp Đông Thọ. Nhưng điều ngạc nhiên là chủ sở hữu công ty Vạn Lộc lại không hề hay biết về hai kho hàng này, dẫn đến việc vài tháng nay công ty bị thiếu hụt trầm trọng tư liệu sản xuất. Chúng tôi thống kê rằng chúng tôi đang bị giữ khoảng 200 đến 250.000 vỏ bình ga ở đâu đó. Nhưng thực tế thì vừa rồi chúng cũng do là cái một số doanh nghiệp người ta thu giữ cái vỏ bình ga đó, người ta ẩn nấp nó ở đâu đó mà cơ quan chức năng và cũng như chúng tôi cũng chưa tìm ra được, cho nên là thực tế thì mới bắt giữ được 55.000. Đại diện ga Vạn Lộc cũng cho rằng nhiều khả năng vỏ bình của họ đã bị một số đối tượng cố tình thu gom và chiếm giữ, khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề. Và không ai dám chắc chúng sẽ không bị sử dụng vào việc làm hàng giả, hàng nhái. Nếu trong trường hợp mà cái doanh nghiệp này dùng cái vỏ, dùng cái bình ga của một doanh nghiệp khác nguyên trạng và dùng cái sản phẩm của mình, nếu không đảm bảo chất lượng hoặc chất lượng không đúng như một doanh nghiệp khác thì chúng ta phải áp dụng điều 156 của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Thế thì với cái tội này chúng ta đang có khung phạt nặng nhất là từ 7 năm cho đến 15 năm tù. Đấy. Và cùng với đó phạt tiền có thể có mức cao nhất là 500 triệu đồng. Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện thông tin một số hãng kinh doanh ga tố cáo Vạn Lộc đã cắt tai, mài vỏ bình ga của họ rồi gắn mác doanh nghiệp mình lên sản phẩm. Một cuộc thử nghiệm cũng đã được tiến hành bằng cách lấy vỏ bình mang thương hiệu Vạn Lộc đem cắt đôi và kết quả là dòng chữ in chìm bên trong vỏ bình là một thương hiệu khác. Thông tin được nhiều phương tiện truyền thông đăng tải khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang vì vỏ bình ga sau khi đã mài mòn sẽ không đảm bảo an toàn. Trong trường hợp mà kiểm định ở một cái cơ quan mà không chức năng kiểm định thì đương nhiên đó là hành vi sai trái và không thể công bố rộng rãi được, và cái hành vi công bố rộng rãi nó là trái pháp luật. Từ chỗ có hàng trăm công nhân làm việc mỗi ngày trước đây thì vài tháng nay hoạt động sản xuất của công ty Vạn Lộc gần như bị tê liệt do không còn tư liệu để sản xuất. Cạnh tranh là điều cần thiết trên thương trường, nhưng việc cạnh tranh thiếu lành mạnh, thậm chí dùng chiêu trò để triệt hạ lẫn nhau, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến người tiêu dùng bị mất đi cơ hội lựa chọn sản phẩm. Cục Quản lý Thị trường cho biết, đơn vị này đã nhận được phản ánh về vụ việc và đang xem xét để đưa ra hướng xử lý.